thuộc quá trình mua. Vâng, bán gì nữa kìa. Tao bán gì? Bán quả. Bán quả. Em lấy tiền để làm gì? Em lấy tiền để mua cái máy cổ chứ. Em thấy máy cổ à? Vâng. Ồ, nhưng mà chỉ còn vài ngày thôi. Chỉ còn vài ngày tiền thôi. 2.000 này. Thầy đưa cho em. Em xin. Đằng này không đủ mua đồ chơi nữa cả. Ô, chắc phải đi tìm cái người bán đi không thể. Mẹ ơi, em đi kiếm đồ bán. Em đi kiếm đồ bán á? Vâng. Em đi cẩn thận nha. Vâng.
bác à, cái quả gì đấy? Quả nhãn. Nhãn á? Bác à, không có tiền mua. Vâng. Vâng, vâng, có vấn đề. Được rồi, bác xin nhá. Có mua quả à? Vâng. Cháu nào? Cháu bán gì ấy? Bán quả. Bán quả à? Vâng. Cháu nào? Cháu bán tiền à? Vâng. À, không có tiền mua đâu. Ôi, không có tiền mua đâu. Ông ơi, giả này cho cháu rồi. Đồ gạo hỗ cháu được không? Đồ gạo là được thôi. Thế ông đủ gạo nha. Vâng. Thế ông đủ đây, đủ bát gạo nha. Vâng. Đây, anh ra cửa rồi. Thế nha, ông mang vào nhà, lấy gạo cho cháu nha. Cháu ở đây chơi nha.
Cháu chào ông, cháu về. Rồi, chào nha. Em đi lấy được cái gì đi bán ấy? Em đi lấy quả ngó. Quả ngó à? Vâng. Có bán được không? Em lấy ở đâu về? Em đi bán không ai mua. Em đổi được. Em đổi à? Vâng. Em giỏi quá. Đây là có cái gì không? Có một gói mì à? Vâng. Tiền mì vừa nãy chỉ cho em đi mua. À. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
con nữa. Vâng. Hả? Ô, cũng to thế này nhỉ. Thế là được bữa tối nữa. Cắm chín cho em đó nhá. Sắp chín rồi đấy, cố đợi một tí nhé. Vâng. Ừ. Không có nhiều cá không? Có. Sắp chờ sắp tối em cô mình con cho. Dạ. Vâng. Bát. Ôi thơm quá. Ăn cơm chưa? Ôi để cứ để này. Ủa nóng quá. Ủa tiếng nóng.